Đây là nguyên liệu để chúng ta dùng để loại bỏ những cái mụn đầu đen ở trên mũi các bạn nhé. Chúng ta sẽ cần một ít nước cốt chanh. Chúng ta cần một ít nước cốt chanh. Một thìa baking soda. Hai thìa baking soda. Mật ong. Hai thìa. Sau đó chúng ta trộn đều hỗn hợp lên. Đó, chúng ta có hỗn hợp này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Các bạn hãy dùng chổi cọ hoặc là lấy tay trực tiếp. Các bạn bôi lên vùng có nhiều mụn đầu đen các bạn nhé. Các bạn bôi lên 15 đến 20 phút thì các bạn rửa lại bằng nước ấm. Mụn đầu đen là do chúng ta bị tắc lỗ chân lông, cho nên là nó mới hình thành những cái mụn đầu đen ở mũi rất là nhiều. Chúng ta để vào massage. Các bạn cứ massage khoảng 20 phút ở trên mũi, sau đó các bạn hãy rửa lại sạch bằng nước ấm. Các bạn hãy cảm nhận sự khác biệt ngay từ lần đầu sử dụng. Công thức này phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi và phù hợp với tất cả mọi người, cả nam và cả nữ. Các bạn hãy làm thường xuyên như thế này là chúng ta sẽ có một cánh mũi rất là đẹp và không bị mụn.